việc quỳ lạy lễ bái khi gặp sư hoặc những người khác sẽ được quả gì? Khi chúng ta cung kính thì chúng ta sẽ được cái quả báo sanh vào cõi cao sang. Điều này được Đức Thế Tôn nói trong bài kinh Nghiệp Phân Biệt. Sư không nhớ là Tiểu Nghiệp Phân Biệt hay Đại Nghiệp Phân Biệt. Thuộc Trung Bộ Kinh. Thì nhờ chúng ta cung kính như vậy đó, đời sau chúng ta được sanh vào cái dòng dõi cao sang, được có chức quyền, được nhiều người tôn kính. Cho nên gọi là muốn có tài sản thì phải học cách cho ra, mà muốn ở trên người thì phải học cách cúi đầu. Cho nên quý vị thấy là các sư là lạy lễ lạy Phật rất thường xuyên. Và khi các sư gặp những vị cao hạ hơn là các sư luôn chắp tay và thậm chí quỳ lại, chuyện đó rất bình thường. Thì đó nó thể hiện cái sự cung kính. Quý vị có thể mong cầu phước báo hoặc không mong cầu phước báo, nhưng cung kính thì mình vẫn luôn có. Bởi vì chẳng bao giờ mình thiệt đâu, xin thưa, chẳng bao giờ thiệt đâu. Trừ khi có những sự cung kính như sau là mình đi địa ngục này. Cung kính với những người làm ác là đi địa ngục. Thì hoặc là cung kính với những cái trường hợp là không được phép cung kính. Ví dụ như sư là một vị tu sĩ giữ 227 giới, cụ túc giới. Thì sư không được phép cung kính, chắp tay cung kính với hàng cư sĩ. Tại vì quý vị không có đỡ nổi cái phước đó, đỡ không nổi. Thì như thế là làm hại quý vị, và bản thân cái giới hạnh của sư nó cũng sẽ gặp vấn đề. Cho nên là Đức Thế Tôn Ngài không có cho cái chuyện là đảnh lễ hoặc là cung kính cái người, cái vị tu sĩ không đảnh lễ cung kính cái người không có thọ cụ túc giới.